tội nhẹ. Khó mà nói được những con số của tội nhẹ mà những người Công giáo đã phạm. Có một số tội như yêu mình thái quá, tội ích kỷ, tội có những tư tưởng bất chính, những lời nói làm buồn lòng kẻ này, người nọ, những hành động hay ý nghĩ không tốt trong mọi hình thức, tội lỗi đức bác ái trong lời nói cũng như hành động, tội lười biếng, tội ganh ghét phân bì gièm pha, và còn rất nhiều nữa. Có những tội chúng ta bỏ sót. Chúng ta yêu Chúa quá ít mà người yêu chúng ta quá nhiều. Chúa chết cho mọi người chúng ta, nhưng có bao giờ chúng ta cảm ơn Chúa cho đủ không? Người ngự trên bàn thờ ngày đêm chờ đợi chúng ta đến thăm viếng và sẵn sàng giúp chúng ta. Chúng ta có bao giờ chúng ta chịu nghĩ tới để đến với Chúa mỗi ngày không? Người khao khát tới ngự trong trái tim ta khi ta rước lễ. Nhưng đã bao lần chúng ta từ chối đón tiếp người? Người đã tự ý và sẵn sàng dâng mình người cho ta mỗi ngày khi dâng thánh lễ, và sẵn sàng ban cả một biển ân sủng cho những ai đến với người. Nhưng ta có ý thức đủ để đến lãnh nhận hàng ngày không? Có bao kẻ đã lười biếng tới đỉnh núi Calvario với Chúa? Trái tim chúng ta đầy sự xấu xa, nhơ nhuốc, đầy sự yếu hèn, đầy sự ích kỷ. Chúng ta có nhà đẹp, có thức ăn ngon, có quần áo ấm, có toàn những thứ tốt, trong khi xung quanh chúng ta có bao kẻ đói khát và khổ sở. Chúng ta đã bố thí cho họ quá ít, trong khi chúng ta lãng phí những cái không cần thiết cho chúng ta. Chúa cho chúng ta cuộc sống này là để phục vụ Thiên Chúa và để cứu rỗi các linh hồn. Nhưng chúng ta lại rất an tâm và lấy làm đủ khi chỉ dành cho Chúa 5 phút cầu nguyện mỗi sáng, 5 phút mỗi tối. Phần còn lại 24 tiếng đồng hồ là làm việc, nghỉ ngơi, hưởng những thú vui xác thịt. Chúa thì ta dành cho có 10 phút, còn ta thì 23 giờ với 50 phút trong một ngày, vẫn không đủ. Thử hỏi ta có công bằng đối với Thiên Chúa không? Tội trọng. Vô phúc cho những người Công giáo đã phạm tội trọng trong cuộc sống của họ. Mặc dù họ xưng tội nhưng không làm việc đền tội như đã nói. Những người mang tội trọng trong cuộc sống và xưng tội trên giường chết có thể bị giam trong lửa luyện tội cho tới ngày cuối của tận thế. Thánh Giê-ru-đê tiết lộ rằng những người phạm nhiều tội trọng mà không làm việc đền tội có thể sẽ không được chia sớt sự thông công của hội thánh. Kết luận: tất cả các tội lỗi ta, dù nhẹ hay nặng, mà ta đã tích trữ trong suốt cuộc đời từ 20, 30, 40, 50, 60 năm, đều phải đền cho đủ sau khi chết, do những việc mình đã làm. Như vậy thì chúng ta có còn hỏi tại sao các linh hồn phải bị giam giữ lâu trong luyện ngục nữa không? Amen. Suy gẫm.
Mấy hôm nay, gần nơi tôi cư ngụ, có người hàng xóm qua đời. Mỗi ngày, tôi đều nghe tiếng kèn tây đám tang, tiếng trống, tiếng gõ, tiếng kinh cầu, tiếng xe cộ qua lại cùng với đoàn người kính viếng và kèm theo âm thanh của những bài hát thi thoảng vang lên nhịp điệu thật nao lòng. Nỗi buồn mất mát người thân yêu, chắc hẳn ai cũng từng rơi nước mắt khi có người thân của mình qua đời. Tôi nhớ thời gian mà khi bà và cô tôi mất, hình ảnh già yếu của bà ngoại. Nhớ đến lời căn dặn của cô khi còn sống. Thời gian trôi qua thật là nhanh, mới đó đã nửa năm rồi. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi gặp nhiều trở ngại trong công việc, việc đi dạy và học tập cũng như các mối quan hệ ngoài xã hội. Có rất là nhiều buồn phiền, chán nản, cô đơn và thậm chí có khi tuyệt vọng. Nhưng chưa bao giờ tôi bỏ Chúa và không quên xin lễ cầu nguyện cho các linh hồn. Mặc dù biết mình còn gặp rất là nhiều khó khăn phía trước, vì thế tôi cũng được an ủi khi các linh hồn xin Chúa giúp tôi vượt qua những trở ngại đó. Chúa đã thương xót cho tôi, cũng chúc lành cho tôi. Vì vậy tôi xin dùng giọng đọc của mình để kêu gọi tất cả mọi người chúng ta hãy cầu nguyện, xin lễ, làm những việc lành, phúc đức cũng như bố thí cho các linh hồn nơi luyện tội. Có thể là hôm nay người này Chúa gọi về, ngày mai người nọ, ngày mốt người kia, và trong đó có tôi cũng như quý vị và các bạn nữa. Tôi nhớ có một đoạn kinh thánh mà tôi đã từng đọc theo sách sử của Tin Mừng Thánh Luca chương 6 câu 38. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đông lại cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đông bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đông lại cho anh em bằng đấu ấy. Xin Chúa thương xót đến chúng con và tất cả các linh hồn. Tạ ơn Chúa.